Đây là kênh tin tức tổng hợp của Seven News, cập nhật nhanh những tin tức tâm điểm trong nước và quốc tế. Mời quý vị và các bạn đón xem nội dung chính của bản tin. Thấy tiệm không có người, tên trộm cả gan vào tham quan thì bị cô dược sĩ bắt tại trận. Mới đây, một tài khoản TikTok tên N đã đăng tải đoạn clip dài hơn 3 phút lên trang cá nhân của mình. Trong đó ghi lại tình huống khiến nhiều người xem phải sợ hãi. Cụ thể, một người đàn ông đi vào hiệu thuốc Tây nhưng lại không lên tiếng mà im lặng đưa mắt dòm ngó vào bên trong. Khi thấy không có ai thì hắn ta đảnh bảo đẩy cửa bước luôn vào trong tiệm. Vào rồi mới thấy hai nữ dược sĩ đang ngồi phía sau giá thuốc để ăn trưa. Do xoay lưng ra ngoài nên họ không hề nhìn thấy có người lạ đột nhập vào tiệm. Tuy nhiên điều đáng nói là dù đã thấy có người ngồi nhưng gã đàn ông vẫn gan lì tiếp tục đi xung quanh tìm kiếm đồ vật có giá trị. Hắn ta nhẹ nhàng di chuyển từng bước đi theo hướng ngược lại vị trí hai nữ dược sĩ đang ngồi, đồng thời cũng không quên xoay đầu về sau để phòng ngừa bị phát hiện. Nhưng không may cho tên trộm, còn chưa cướp được thứ gì đã bị hai nữ dược sĩ vô tình đứng lên và nhìn thấy. Dù hắn ta giả vờ là khách vào mua thuốc, nhưng tất nhiên chẳng ai tin. So với đồng nghiệp còn đang đứng ngỡ ngàng bên cạnh, thì nữ dược sĩ còn lại mạnh dạn bước đến, yêu cầu người đàn ông tự lục soát người để đảm bảo hắn ta chưa lấy cắp đồ gì trong tiệm. Trong cái rủi có cái may, vì bị bắt gặp lúc chưa hoàn thành được ý đồ nên cũng vì thế mà tên trộm được hai nữ dược sĩ bỏ qua và đuổi đi. Tông nhau kinh hoàng, hai chiếc xe tải chìm trong biển lửa hình ảnh ghi lại được cho thấy một chiếc xe tải đang chạy sang đường thì bất ngờ bị một chiếc xe tải khác tông trúng cú va chạm xảy ra khiến hai chiếc xe tải chìm trong biển lửa một tài xế đã lập tức mở cửa xe nhảy ra ngoài rồi chạy tới nơi an toàn may mắn là cả hai tài xế chỉ bị thương nhẹ tuy nhiên hai chiếc xe tải đã bị thiêu rụi phần đầu toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại Đoạt clip về vụ tai nạn sau khi được đăng tải đã thu hút rất nhiều ý kiến bình luận. Sao lại không có đèn đỏ ngay ngã tư nhỉ? Thế này thì chuyện va chạm sớm muộn thôi. Hai ông ẩu như nhau, không ai chịu quan sát. Xe khách cũng may ghê, chạy nhanh một tí nữa thì lãnh trọn. Menulai Việt Nam nói gì sau phát ngôn sốc của một quản lý đối với diễn viên Ngọc Lan? Theo thông tin từ Manulife Việt Nam, công ty này cho biết có nắm được thông tin về những phát ngôn của một quản lý kinh doanh thuộc kênh đại lý của Manulife Việt Nam đối với một khách hàng của công ty MVI Life Aviva Việt Nam trước đây. Chúng tôi xin được chia sẻ rằng, công ty chúng tôi không đưa ra bất kỳ phát ngôn hoặc thông báo nào liên quan đến khách hàng của công ty MVI Life. Công ty chúng tôi cũng không ủy quyền cho bất kỳ cá nhân nào đại diện cho Manulife Việt Nam phát ngôn về vấn đề này. Do vậy, những phát ngôn của các cá nhân không đại diện cho quan điểm và giá trị của công ty, Manulife Việt Nam nhấn mạnh. Công ty cũng gửi lời xin lỗi vì bất kỳ sự hiểu nhầm hoặc ảnh hưởng nào mà tình huống này có thể gây ra và luôn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tối ưu và duy trì tính chính trực của thương hiệu. Trước đó, diễn viên Ngọc Lan cho biết cô bức xúc vì tư vấn dụ dỗ để ký và cô không đọc hợp đồng nên nhiều thông tin trong hợp đồng không đúng theo tư vấn ngay sau đó, một bài viết ghi nhận phỏng vấn ý kiến được cho là của giám đốc kinh doanh khu vực của Manulai. Trong bài viết này, vị giám đốc cho rằng Ngọc Lan đang làm quá lên, có thể do nữ diễn viên cố tình tạo chiêu trò để gây chú ý. Dư luận cũng nổi sóng sau phát ngôn sốc của vị này đối với diễn viên Ngọc Lan. Yeah. Ngu luôn. Chị chửi ai ngu vậy chị? Chị chửi em chửi ai? Chị sao mà chị lại chửi em? Nữ hành khách mắng tài xế quá ngu luôn, tôi làm vậy là có lý do Ngày 10 tháng 4, chị P, nữ hành khách trong vụ mắng nam tài xế quá ngu luôn Cho biết sau khi đoạn clip được đăng tải, tinh thần chị bị ảnh hưởng không ít bởi những bình luận khiếm nhã trên mạng xã hội Theo chị P, những điều tài xế nói và một phần trong đoạn clip đăng tải không hoàn toàn là đúng sự thật Cụ thể, tối xảy ra sự việc, chỉ cùng một người bạn nước ngoài đặt xe công nghệ để đi đến khu vực bãi sau thuộc địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với mức giá 76.000 đồng. Vừa bước vào xe, chị P hỏi tài xế quán Ba Tây yên tĩnh thì được tài xế T, 28 tuổi, quê Thành Hóa giới thiệu quán này nằm ở bãi trước, nếu muốn đi thì đưa chẵn 100.000 đồng, nhưng chị P đã từ chối và tiếp tục di chuyển đến địa điểm đã đặt trên ứng dụng. Chị P cho biết, chị không thể chấp nhận thái độ vòi tiền từ nam tài xế khi khách vừa mới bước vào xe và khó chịu vì liên tục đi ba quốc xe ở thành phố Vũng Tàu phải trả 100.000 đồng cho đoạn đường 5 đến 10 phút. Về câu nói quá ngu luôn dành cho tài xế, chị P cho hay câu nói đó sai, nhưng nó sẽ không sai khi dành cho tính cách nhân cách đó. Đúng là câu nói đó đã làm cho bạn ấy tức giận, nhưng hành động vòi tiền khi khách vừa mới bước vào xe thì đương nhiên không ai cho cả. Đại diện hãng xe công nghệ Grab cho biết, tài xế đã vi phạm bộ quy tắc ứng xử đã cam kết từ trước nên đã khóa vĩnh viễn tài khoản của tài xế. Khoảnh khắc khối tuyết khổng lồ sụp xuống trên dãy núi An Sáng ngày 10 tháng 4, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người mất tích trong vụ lở tuyết ở sông băng trên dãy núi An. Thuộc miền đông nam nước Pháp, xảy ra vào trưa ngày 9 tháng 4, giới chức địa phương cho biết Khối tuyết có diện tích 1.000m x 500m ở độ cao 3.500m trên sườn phía Tây Nam, ngọn núi Mont Black đã bất ngờ sụp xuống, chôn vùi những người đang trượt tuyết bên dưới. Sự cố đã khiến 4 người thiệt mạng, 2 người mất tích, một số người bị thương. Trong số những người thiệt mạng có hai hướng dẫn viên leo núi, máy bay trực thăng cùng với chó cứu hộ đã được gửi đến hiện trường. Tuy nhiên, việc tìm kiếm người mất tích đã tạm dừng khi trời tối. Cơ quan khí tượng thủy văn Pháp Mathieu France không đưa ra cảnh báo tuyết lở cho khu vực, nhưng sự kết hợp giữa nhiệt độ cao và gió có thể là nguyên nhân dẫn đến sự cố, giới trước nói, cảnh báo nguy cơ một trận lở tuyết khác. Sông bang Amantes nằm gần ngôi làng và là khu nghỉ mát trượt tuyết Les Contamines Montenoy. Lừa đảo liên tỉnh bằng chiêu bàn phế liệu công trình Sáng mùng 10 tháng 4, Thượng tá Trần Khắc Quang, trưởng Công an thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết vừa phối hợp với công an thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, bắt được một nghi phạm lừa đảo liên tỉnh bằng chiêu bán sắt phế liệu công trình. Nghi phạm bị tạm giữ hình sự là Phạm Đức Tâm, 30 tuổi, trú Thái Bình. Ông Quang cho hay, trong vụ án này còn có một nghi can khác đồng phạm với Tâm, công an đang truy xét. Theo điều tra ban đầu, Tâm khai nhận, để có tiền tiêu xài, nghi phạm này mua quần áo, mũ bảo hộ, hóa đơn, sim điện thoại và chạy xe máy từ tỉnh Đồng Nai đến thị xã Đông Hòa, thành phố Quy Nhơn và nhiều tỉnh thành khác. Tâm tự giới thiệu mình là kỹ sư xây dựng đang làm việc tại các công trình, đi tìm các điểm thu mua phế liệu, tiếp thị bán sát thừa từ công trình với giá phế liệu. Bằng thủ đoạn này, Tâm cùng đồng phạm đã lừa đảo liên tỉnh lấy hàng trăm triệu đồng. Bước đầu xác định tại thành phố Quy Nhơn, ngày 20 tháng 3. Một người đàn ông đi xe Sirius đến cơ sở mua bán phế liệu của ông T ở thành phố này, nói là nhà thầu đang thi công một số công trình lớn ở thành phố này. Người đàn ông nói, do mua sắt nhiều, sử dụng công trình không hết, muốn bán lại với giá rẻ như sắt phế liệu, ông T theo người này đến một công trình đang thi công tại phường Nhân Bình, thành phố Quy Nhơn. Tại đây, người đàn ông chỉ đóng sắt ven đường khoảng 30 tấn, nói cần bán với giá 8.000 đồng trên ký. Chiều cùng ngày, người này đi xe Sirius gọi điện cho ông Tê kêu đến công trường, giao tiền cho sếp ông ta, rồi đưa xe vào chiều sắt. Ông Tê đã giao 200 triệu đồng cho sếp, nhưng khi đưa xe vào công trường thì sếp ở bên ngoài tẩu thoát. Ông Tê gọi lại cho người đàn ông đi xe Sirius màn sáng nhưng không liên lạc được. Cơ quan chức năng vào cuộc vụ grab thông tin sai chủ quyền Biển Đông Ngày 10 tháng 4, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã gửi giấy mời công ty Grab Việt Nam làm việc về các thông tin báo chí đã đăng. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tùy tình hình sẽ có biện pháp xử lý. Thanh tra Sở cho biết, quan điểm là sẽ xử lý nghiêm nếu phía Grab vi phạm quy định pháp luật của Việt Nam. Trước đó, tối ngày 8 đến chiều ngày 9 tháng 4, bản đồ trên ứng dụng của Grab tại Việt Nam đã thông tin sai lệch về chủ quyền Việt Nam ở biển Đông. Định vị bản đồ của Grab hiển thị khu vực quần đảo Trường Sa, ngoài một số ít tên thực thể như Sơn Ca, Sinh Tồn được thể hiện bằng tiếng Việt, còn các thực thể khác đều được thể hiện bằng tiếng Trung Quốc và tiếng Anh. Trong đó, bãi đá Vành Khăn thuộc chủ quyền Việt Nam không được thể hiện bằng tiếng Việt mà chỉ được thể hiện bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Bên cạnh đó, bản đồ của Grab còn thể hiện bãi chữ thập cũng thuộc chủ quyền Việt Nam, nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép là Nansha District, tức huyện Nam Sa. Theo khảo sát, định vị app của Grab về thông tin sai lệch này đã được gỡ bỏ. Hiện tại không hiển thị bất cứ thông tin về tiếng Anh lẫn tiếng Trung Quốc như hai hôm trước. Không chỉ Grab hiển thị sai lệch thông tin về chủ quyền Biển Đông Việt Nam mà công ty cổ phần thời trang Yodi cũng dính phải trường hợp tương tự. Trình quy hoạch sân bay thứ hai vùng thủ đô trong giai đoạn 2026-2030 Ban cán sự đảng bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 15 ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị khóa 13 về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải sẽ nghiên cứu xác định vị trí và các chỉ tiêu quy hoạch cảng hàng không quốc tế thứ hai đáp ứng yêu cầu phát triển vùng thủ đô và khu vực phía Bắc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định trong giai đoạn 2026-2030. Bộ Giao thông Vận tải sẽ xây dựng và trình Thủ tướng phê duyệt quy hoạch sân bay quốc tế thứ hai vùng thủ đô vào giai đoạn 2026-2030, cùng với đó sẽ cải tạo nâng cấp mở rộng cảng hàng không quốc tế nội bài theo quy hoạch góp phần xây dựng và phát triển Hà Nội trở thành đô thị thông minh hiện đại, tạo hiệu ứng lan tỏa liên kết vùng đô thị phía Bắc và cả nước ngoài ra bộ giao thông vận tải tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư cầu đuống để tăng cường năng lực vận tải đường sông hoàn thành chuẩn bị đầu tư tuyến cao tốc cổ tiết chợ bến vào năm 2025 để triển khai đầu tư tuyến hoàn thành trước năm 2030 nghiên cứu huy động vốn đầu tư tuyến cao tốc nội bài hạ long tuyến đường sắt vành đai nhánh phía đông đoạn bắc hồng yên viên lạc đạo cầu mỹ sử ngọc hồi Người nuôi cá diêu hồng phấn khởi vì giá cao lãi khá. Với 20 tấn cá diêu hồng thương phẩm, anh Phan Nhật Đăng Khoa bán ra thị trường với giá từ 47.000 đến 48.000 đồng một ký, tăng từ 6.000 đến 7.000 đồng một ký so với năm trước và thu lãi khoảng 120 triệu đồng. Hiện nay, giá cá diêu hồng nuôi trong các lòng bè trên sông Tiền, Tiền Giang sau Tết tăng khá, người nuôi đang có lãi nên rất phấn khởi. Anh Phan Nhật Đăng Khoa, người nuôi cá điêu hồng lòng bè tại xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho cho biết, giá cá điêu hồng xuất bán ra thị trường hiện nay giao động trong khoảng 47.000 đến 48.000 đồng một ký, tăng từ 6.000 đến 7.000 đồng một ký so với năm trước. Với giá này, người nuôi lãi khoảng 5.000 đồng một ký, sau khi trừ đi các loại chi phí sản xuất. Anh Phan Nhật Đăng Khoa có thăm niên nhiều năm gắn bó với nghề nuôi cá lòng bè trên sông Tiền. Hiện anh đầu tư 10 lồng bè nuôi cá điêu hồng và một số cá thương phẩm có giá trị kinh tế khác như cá nheo, cá lăng. Anh vừa thu hoạch được khoảng 20 tấn cá điêu hồng thương phẩm, bán thu lãi khoảng 120 triệu đồng. Theo bí thư đảng ủy xã Thới Sơn, Nguyễn Văn Phong, toàn xã có 585 lồng bè nuôi thủy sản trên sông Tiền. Chu kỳ nuôi từ 7 đến 8 tháng thì xuất bán khi cá đã đạt trọng lượng khoảng 800 g đến 1 kg trên con. Trung bình mỗi lòng bè đạt sản lượng thu hoạch từ 8 đến 10 tấn sản phẩm trên năm. Giá cá điều hồng tăng cũng khiến cho các hộ nuôi cá lồng bè đầu tư thăm canh, tăng năng lực sản xuất cũng như nâng cao chất lượng nguồn cá thương phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong và ngoài tỉnh. Bản tin hôm nay đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại